Rời Gia Hành, Dương Mịch sẽ về chung một nhà với tình tin đồn của Dương Tử. Xuất hiện tin đồn Dương Mịch sẽ hợp tác với công ty giải trí Nhất Tâm. Tin tức Dương Mịch rời Gia Hành sau nhiều năm gắn bó đang là mối quan tâm lớn của rất nhiều người. Dù bản thân nữ diễn viên cho tới hiện tại vẫn chưa lên tiếng xác nhận, song ai cũng hiểu chuyện này đã chắc như đinh đóng cột. Mới đây nhất, một blogger xứ Trung bất ngờ đăng bài nói rằng sau khi Dương Mịch rời khỏi truyền thông, Gia Hành sẽ ký hợp đồng với giải trí Nhất Tâm. Nhưng phòng làm việc của nàng Tiểu Hoa vẫn làm việc độc lập. Công ty Nhất Tâm có trách nhiệm kéo tài nguyên, còn phòng làm việc phụ trách mảng tuyên truyền. Công ty giải trí Nhất Tâm do bà trùm Dương Thiên Chân thành lập, sở hữu dàn nghệ sĩ tài năng, có diễn xuất ấn tượng như Triệu Hữu Đình, Mã Tư Thần, Bạch Vũ, Lý Hiện. Vẫn biết đây mới chỉ là tin đồn, nhưng đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ công chúng, đặc biệt là fan Dương Mịch. Bởi, theo đó, khi Dương Mịch hợp tác với Nhất Tâm, nàng Tiểu Hoa sẽ có cơ hội tham gia các tác phẩm chất lượng và kết đôi cùng nam chính Thiên về thực lực, nhiều hơn là Lưu Lượng Tiểu Sinh khi cô dưới trướng Gia Hành. Thêm nữa, mỹ nhân Hộc Châu phu nhân cũng không còn chịu cảnh bị áp bức, đóng băng sự nghiệp, phải nâng đỡ đàn em kém nổi. Tuy nhiên, như đã nói, thông tin trên vẫn chỉ là dưa, độ xác thực còn khá thấp. Nên điều chúng ta cần làm là bình tĩnh chờ đợi thông báo chính thức từ phía Dương Mịch và giải trí Nhất Tâm.